Ok, không lên em. Hôm nay tiếp tục lại một con game mới nữa. Cái kênh của tôi thì toàn chơi mấy con game độc lạ thôi. Ở Việt Nam chắc anh em không thấy mà cái kênh nào chơi mấy con game như thế này đâu. Đây, hôm nay tiếp tục chơi con Nâu Tua. Đây, để tôi gõ cái tên game cái. Coi game nó làm sao đó. Đây. Để cho có nhạc nền luôn ha. Nâu Tua. Ở đầu tháng này bản này là bản VR nha, nhà phát hành này từng có một con game như thế này rồi, trước đó là cái bản VR này. VR là cái thiết bị mà kính thực tế ảo anh em đeo vô để chơi game á. Thì năm nay con game mà có VR ra mắt vào năm ngoái, thì năm nay thì họ sẽ tiếp tục làm một con game nữa là con game này. Thì tôi không biết hai con game nó có giống nhau không, chỉ khác nhau cái VR thôi hay là cái gì đó chẳng hạn, do con game cũ tôi chưa có chơi, game mới này chỉ đang early access thôi. Đây, game này sẽ ra mắt cùng ngày với game tôi luôn, ngày 3 tháng 11. Thì hiện tại đang có lượt follow rất là lớn nè. Con game này thể loại là vừa học vừa chơi. Coi thử cái trailer nha, anh em nhìn cái thể loại game là biết rồi. Đó, vừa học vừa chơi nên cái đồ họa nó rất là trẻ con, thích hợp cho mấy trẻ em đâu đó. Bushi. Đó, vừa học chị chơi họ để ngay cái dòng tiếp theo tiêu đề đó luôn. Tên con game này là chủ yếu thư giãn giải trí hoặc là mua cho con cái chơi cũng được. Trailer thì đơn giản thế thôi, game thì cũng tương đối dành cho trẻ em tí nên chơi sơ sơ cho biết. Game này vẫn đang trong giai đoạn early access. Đây, giữa 3 tháng đến 1 năm thì chưa rõ cái thời gian nào mà họ sẽ hoàn thiện game hoàn chỉnh. Mô tả của con game này là họ ghi dưới này này đó, từ người bắt đầu cho đến kẻ chiến thắng là coi như là thành công trong cái sự nghiệp mà rèn luyện ngôn ngữ của mình. Tên game này nhá, có chữ là học tiếng Anh học ngoại ngữ nè, tiếng Anh chỉ là một phần thôi. Trong này thì có rất nhiều ngôn ngữ nữa đó, Nhật, Hàn, Trung, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý. Không có yếu tố cày cuốc gì hết, chỉ đơn giản là vô game và cái trải nghiệm trò chơi thôi. Mình cũng có thể nói là tương tác với 16 nhân vật trong đây để sử dụng cái ngôn ngữ này nữa. Rồi, game này thì mang tính học tập là chính. Nhà phát hành thì họ cũng bảo là con game này giá 20 đô luôn, nên là nếu như mà họ không có kế hoạch thay đổi giá khi Early Access kết thúc á, thì tôi nghĩ là giá lúc review con game bản Early này chắc cũng 20 đô luôn, thì tương đối bằng với game cũ á. Game cũ thì chắc cũng 20 đô á, khoảng 260 Việt Nam đồng. Đây, game cũ là vẫn 20 đô, tuy nhiên Việt Nam dùng mình được trả giá nên giá cũng khá rẻ nha. Còn game này thì chắc khoảng 2-3 ngày nữa mới ra mắt, một ngày 4 tiếng nữa là tầm đúng 0 giờ ngày mai á, tới ngày mai rồi tới 0 giờ nha. Game tôi thì tính ra là tới giữa trưa ngày mốt, là cùng là ngày 3 tháng 11 á, cùng ngày 3 tháng 11 nhưng mà tới giữa trưa ngày mốt nè, ngày 16 giờ. Còn game này thì một ngày 4 giờ, chênh nhau 12 tiếng. Rồi để bữa trưa thì có gì buổi chiều đó tôi nghĩ làm, có lỗi bớt gì nặng nặng thì fix liền được. Rồi giờ vô game, tắt iPad đi. Đây là giai đoạn Early Access thôi, chỉ dành cho phiên bản máy tính. Nếu như cái mục tiêu như thế này thì tương lai là họ sẽ phát triển thêm cái dạng mobile nữa hoặc là trên các thiết bị khác nữa. Thì họ cũng đang nhận cái góp ý trên cái địa chỉ này. Rồi ok, New game, vui lòng chọn nhân vật. Anh em đợi tôi chết mail cái. Dev mới gửi một key gì cho tôi nữa nè, để đi có thời gian thì tôi sẽ chơi. Ok, và coi thử game này luôn tại nó thấy hơi giống mà con game của Việt Nam mình làm. Ngày mai thì chắc tôi chơi của con game của Việt Nam mình á,
Việt Nam mình mới ra con game cũng khá lắm. Bây giờ thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhân vật. Cái này lạ lạ chơi thứ đi. À, ở đây cũng... Không không, đây cũng là một nhân vật nữa mà. Giống người lùn quá ha. Chọn con bay bay này thôi nè. Lít thứ 3D hoặc là lít chuột để di chuyển. Ok, kết hợp ra hai phương thức di chuyển luôn nè. Đây là cái lo tương tác rồi. Đi đến cái điểm đánh dấu để tiếp tục mà hồi nãy cái tam giác này nó làm hơi khó thấy nha, tốt nhất lên làm cái màu đặc biệt lên, thay vì mình làm màu đỏ này nó dễ trùng lắp luôn, nên làm cái màu vàng hoặc là màu xanh lá cây hoặc là màu gì đó nó nổi dễ nhìn. Chọn cái ngôn ngữ muốn học, học thử tiếng Trung ơi. Bây giờ chết mít đây, chết nào đây, chữ phát âm sao rồi? Giáo sàng hảo. Chào sáng hảo. Giờ sang không? Giờ sang không? Giờ sang không? Cái mic tôi đang xài mic nào vậy? Anh em đợi tí. Đây chắc là cái mic này, Migo Fox rồi. Anh em chưa đổi cái mà icon của Unity đây nữa nào. Nè anh em thấy cái Unity ở đây với Unity đây chưa đổi cái file icon nữa, sắp phát hành này nên tranh thủ đổi cái đó nha. Chào sáng hảo. Vào sang hao. Giàu sang hao. Giàu sang hao. Phát âm cái đó mà sao nó không nhận ra ta? Microphone còn audio chat nữa nè. Chào sáng hảo. Giàu sang hao. Giàu sang hao. Đúng cái mic này đang nói nãy giờ nè. Giờ sang không? Đây, có thể bỏ qua được. Không biết sao nó không nhận cái mic tôi nữa ta. Dừng lại là được không? Trong cái phần setting này có nhận cái mic không? Đây. Ghê nào tôi phát một xích lớn lớn lên thứ hai. Không có bắt mai tu mai menu hết hả? Chỉ có e ship thẳng luôn nè. Đây, cái mic của tôi là đang xài cái này đây. Cái thoát audio nè. Chơi mấy con game nó vẫn đứng nhận được đầy đủ mà ta. Ok. Làm lại đây. Phim. Nhấn V nè, nhấn V là sẽ hiện ra cái này. Chào sáng hảo. Giờ sang không? Giờ sang không? Giờ sang không? Bó tay rồi. Giờ sang không? Rồi sai từ, thực ra là nghe đó. Giờ sang không? Giờ sang không? Giờ sang không? Tại sao?
早上好，早上好。早上好，早上好，早上好。Rồi. Thì dốt quá bó tay anh em ơi. Cái này do tôi dốt về game thôi, thực ra nó nhận được cái tài khoản nữa. Rồi tiếp theo là đi đến cái điểm đánh dấu nữa. Đây cái điểm đánh dấu này. Cái nút này nó hơi mờ. Nhấn tab để xem cái đồ vật này. Yến phẩm. Diễn xịn. Diễn xịn. Đó, đúng rồi đó. Bậc thầy ngôn ngữ đây rồi. Bây giờ niệm chú như Naruto được chưa? Rồi làm gì nữa? Nhấn hết phách để thả nó xuống. Bây giờ mình có thể mở được cái tính năng bản đồ nè. Có thể đi khắp nơi là cho bờ rồi đó. Nhấn hết kép. Mở map. Đi được cái quán cà phê. Đây là cái nơi để mình học cái thứ đây. Không gian để mình là học tập. Bấm lúc nào nó đọc tôi quên tiêu ta. Thôi chết rồi, không có coi là cái nút này. Movement. Nút chết. Nghe là cái này thôi. Nói chuyện với nhân vật khác. Ok. Map travel. Nhận được cái bàn, bắt đầu mình sẽ trang trí vô cái quán cà phê của mình. Nghe gờ là nghe nè. Tông zi. Tông zi. Tông zi. Tông zi. Tông sờ. Tông sờ. Tông sờ. Sai tét bét hết chứ anh. Tông zi. Tông zi. Tông zi. Tông zi. Tông zi. Tông rờ. Bỏ tay rồi. Đổi ngôn ngữ được không? Tiếng Trung Quốc là coi như nó gần gũi với tiếng Việt Nam mình đó nha. Mà tiếng Việt cũng chưa gần đó. Món khác. Tôi muốn món khác. Hay là phải đúng cái món đó mới được đó. Tông zi. 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 Sai nhiều quá nó cho mình quá luôn rồi. Đây. Sai nhiều quá là mình được bố qua. Beer. Pí chiều. Pí chiều. Pí chiều. Pí chiều. Cái món ăn nhậu thì dễ đúng lắm. Ok. Giờ đi đâu nữa? Cái này thịt bò à? Niu rau. Niu rau. Niu rau. Miểu rau. Miểu rau. Miểu rau. Sai rồi. Bài luôn. Tiếp theo, món này. Chán chín chỉ. Chán chín chỉ. Chán xin chỉ. Chán xin chỉ. Sai luôn. Chán chín chỉ. Chán chín chỉ. Chán chín chỉ.
liễn hết cái kho này à Tôn luôn á. Gà. Gì rồi? Con gà là Sigo hả? Gì rồi? Sigo. 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 Thịt gà chấm Sigo. Này là sao? Điều sinh LK là cái gì? Vậy như bắt đầu người test rồi đó. Đây, cái màn hình này nè. Trời, mình đừng có nói là nhớ tên mấy món này nữa nha. Cái món nào có màu rồi ta? Hồi nãy giờ mình đụng vô cái món nào rồi? Cái bia đó hồi nãy đúng rồi nè. Chán chín chỉ. Chán chín chỉ. Chán chín chỉ. Cái món nào nữa? À cái đùi gà. Cái này là Sigo hả? Này giống cái đéo hả? Nhiều rau. Nhiều rau. Nhiều rau. Nhiều rau. Nhiều rau. Nhiều rau. Rồi sai luôn. Bây giờ nó kêu mình đi test là test ở đâu? Đây nè. Hay là phải để nó vô trong túi đồ của mình. Tại sao vậy ta? Mở đủ 5 hộp rồi, giờ làm gì nữa? Kêu mình đi test mà không biết đi đâu thì sao làm? Khi nào lỗi bớt gì không chạy? Đợi ơi.
Nãy giờ nó kêu mà mình làm đủ 5 cái hộp xong rồi mình đi trả lời. Dạng như làm cái bài test. Chờ thử rồi lục nè. Chẳng là tiếng Trung thôi. Giờ sang không? 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 Rồi, nói chung là vẫn nghe được nhưng mà sai từ. À, cái nút xóa ở trên này. Nhấn tab tên thì coi được cái ly. Đây là cái thông số chết thôi như nãy. Yến phiến. Diễn xịn. Diễn xịn. Diễn xịn. Diễn xịn. Đổi món được không? Diễn xịn. Diễn xịn. Diễn. Rồi, auto bắt luôn. Rồi bây giờ là những hết kép nè. Có map rồi nè. Vừa lại quán cà phê nè. Đó. Học đúng thì nó sẽ chuyển màu cái hộp đó. Đây đồ ăn Nhật Bản đang học tiếng Trung mà. Khó quá vậy. GCL lý. Rồi, coi như đúng đi. Không, để anh bàn đàng hoàng chứ. Tiếp học nữa. Này đôi đũa nào chấp tích khoai giật khoai giật vai trò vai trò vai trò lại sai nữa không có khiếu học tiếng Trung mà anh em ơi này đấy y dơ. Chị hồi nãy là mình phát âm không đúng, phải phát âm đúng cái năm cái á, mới vượt qua cái bài test. Đây, đó auto đúng rồi đó. Năm cái nó lên màu rồi nè. Cái này nó bút. À mấy cái băng đĩa nghe nhạc á. Quang thản. Quang thản. Quang thản. Quang. Tập lại. Quang thản. Quang thản. Quang thản. Quang thản. Quang thản. Quang thản. Gần đúng đúng được rồi. Sao mà nó ra phản đạn lên đâu. Rồi ok, đúng đi. Tiếp theo, cái món này. Tưng zi. Tưng zi. Tưng chờ. Tưng chờ. Tưng chờ. Hồi bó lại luôn. Rồi ok, coi như đủ 5 đồ đó. Rồi bắt đầu test, tôi quên sạch cái giờ này. Sao nhớ cái này nó dài lắm. Quên tiêu rồi. Cái tựa này nó dài lắm. Không nhớ luôn. Quân sò. Rồi, coi như là vượt qua bài test đi. Đó, bây giờ mình có thể đi vòng quanh cái nao tao rồi đó. Cái này là cái gì? Mini game hả? Con này con tôm.
1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 2, 1. Làm gì? Quay giờ. Quay giờ. Quay giờ. Quay giờ. Quay giờ. Quay giờ. 椅子. 椅子. À, cái này là test lại những cái mình mới học nãy. 椅子. 凳子. 凳子. 筷子. Quên sạch cái danh trời, học chữ trả lời thì anh em để tôi học lại. Ai đấy? Quang thản. Quang thản. Rồi, ok, CD là quang thản. 筷子. 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 椅子. 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 Từ từ tí nữa nói chuyện với em sao? Có đuôi nữa nè. 日式料理. Cái này thì nhớ về vậy đi. Còn cái món nào nữa ta? 凳子. 椅子. Ủa, hai ghế này khác nhau chỗ nào? 光盘. 筷子. Lý. Bốn. Đó, hai dăm. Yì. Một. Quài zi. Hai. Yì zi. Ba. Yì zi. Ủa, hai. Rì shì liào lì. Một. Quang pán. Quang pán nè. Bốn. Yì zi. Rì shì liào lì. Bốn. Quang pán. Quang pán. Quang pán. 筷子 日式料理. Rồi, ok, 21 điểm. Mới học được có 5 chữ à. Cái này là mới có phát âm đó nha. Học thêm cái mặt chữ nữa thì thôi, tôi chuyển sinh luôn á. Đấy. 有一种回到了空气中的魔力. What? Nói lại, nói lại. 有一种回到了空气中的魔力. Không hiểu gì hết. 你热爱什么? 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 不好意思. 你热爱什么? 你热爱什么?我喜欢被关注. Nhớ cái thời xem phim Trung Quốc rồi, nói dữ lắm. 还有别的事吗? 你能做什么? Ủa, sao giống hệt câu nãy vậy? Tiếp đi. 我能变魔术. Nghe thì quen quen đó nhưng mà phát âm. 还有别的事吗? 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 你讨厌什么? 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 不好意思. Chả đúng chữ nào luôn anh em. 你讨厌什么? Thôi. 我还有... Ok, bye bye. Để đồ đạc ngay ngắn lại. Còn món nữa, cái này đĩa này đây. Rồi đi. Muốn đổi ngôn ngữ khác được không ta? Chuyển qua học tiếng Pháp thôi đây.
Quán cà phê mình mới học được cái năm ký tự à. Ở đây có khoảng là rất nhiều nha. 20. Gần 50 luôn á. Tiếp theo là ra cái cửa hàng bánh ngọt. Tiếng Việt nói chưa sỏi nữa mà chơi mấy game này. Trời ơi. Cản niên chân. Rồi. Nó không có nghe gì luôn. Trong khi cái mic tôi đang ghi âm rất là đầy đủ vậy. Bây giờ muốn chuyển qua học tiếng Pháp rồi thì sao? Mới học được có 6 từ à. Mình có thể mở khóa được cái hòn đảo nhưng mà cái tiệm bánh ngọt rồi nè. L'horloge. Lộn là không nhận mít ra sao? Le croissant. Lu quá chán. Bây giờ con game nó hết nhận mít tôi rồi. Le croissant. Nhận cái mic cũ nè. Hồi nãy thì phiên âm sai, còn bây giờ thì không nhận tiếng. La farine. La farina. Trời ơi, mới đúng đường cái, mừng vãi ra. Cái này tôi chả biết là cái gì luôn á. À, bột mì. Không, không chơi với bạn đâu. Le burrito. Lu burrito. Le burrito. Lu burrito. Rồi, chỗ nào tôi đúng đi, thử tiếp món nữa. Le film plastique. Dài quá không chơi đâu. Le film plastique. Cái này giống như cái màn bọc thực phẩm mình đó. Ôm lại kiến thức trước khi đi trả bài. Le croissant. Le croissant. Le film plastique. Nghe được chữ latte cuối được rồi. La farine. La farina là bột mì. L'horloge. Đồng hồ. Le burrito. Burrito thì cái món bánh. Cái món bánh này chắc anh em quen á. Le croissant. Le croissant dạng bánh mì sừng trâu á. Rồi test cái này test không được. Bỏ đi. Bây giờ chủ yếu nhớ mặt chữ thôi. Đây nè, nó mở ra được cái này để mình chơi mini game nè. Cái này luyện trí nhớ nhiều hơn. L'horloge. Cái gì? L'horloge. L'horloge. Le film plastique. La farine. Le croissant. Le film plastique. L'horloge. L'horloge. Le burrito. La farine. La farine. La farine. Le film plastique. Le croissant. Le film plastique. Le croissant. Rồi, 2000 điểm, đúng được vài cái. Có cái gì độc lạ cho em chơi thử không? Giới hạn của cái bóng trong cái này rồi. Mình phải đi thôi. À, chưa nói chuyện với thanh niên kia nữa. Ủa, sao anh gái đẹp cái gì?
merci. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans votre aide. Biết được tiếng Messi. À, có dịch đây. Nói chung là cảm ơn mình thôi. Cảm ơn mình đã giúp đỡ làm gì đó. Phá tàn quan cái quán đó chứ. D'où viens-tu? Bạn đến từ đâu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Pardon? Bỏ bài. Mình nói em nó không hiểu gì luôn. Je viens des Pays-Bas. Đi là Lan. Autre chose? Nó hỏi gì nó? Qu'est-ce que tu aimes? Bạn thích cái gì? J'aime la mode. Mấy cái này là mấy câu hồi hỏi cơ bản để mình nói chuyện với người ta dân bản xứ nào đó. J'aime la mode. Autre chose? Rồi được rồi. Dốt quá. Tôi dốt quá. Bây giờ đi đâu được nữa? Ủa, sao cái tiệm cà phê của mình mất 5 giờ rồi? Giờ đi được vô cái nhà nghỉ. La chaise longue. La chaise longue. Đọc đúng luôn đi. Đi, xuống nước luôn nè. Rồi, chuyển sinh luôn rồi. Le tabouret. Le tabouret. Le tabouret. Le tabouret. Sai. Le tabouret. Tính ra tiếng Pháp mình có cái phiên âm thì dễ hơn tiếng Trung nãy nhiều lắm á. Nhưng mà cái nào thì tôi cũng dốt hết. Có tới khoảng 10 ngôn ngữ luôn nha. Có tiếng Hàn không? Ôi, trời ơi, tiếng Nhật. Bấm đầu nó ta. Cáp. Map. Giờ đảo đi. Giờ đảo chơi với khỉ. Ủa, mình đang đảo hả? Vậy là mới mở hai cái thôi. À, mình chơi lại cái này chuyển qua ngôn ngữ mới thì nó mất hết mấy cái cũ. Cái này chắc thang máy quá. Vô đây học lại. Sao mà đọc? Pestori. 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 Rồi không nghe luôn rồi. Tacos. 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 Rồi, ao tôi đúng luôn. Bánh này bánh kẹp taco. Chắc anh em ăn uống nhiều chắc cũng biết món này. Cái này dạng như là cái bánh gì đó. Bánh nướng hay là cái khai bánh nướng. Waffle. 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 Cái này là cái gì? Pastry. Đấy, kiji. 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 Giống như kiji. Cái này cái đồng hồ. Toke. Toke. Toke, còn cái này là taco nha. Cái này nó không nhận mất tôi, không biết sao nữa. Ok. Tết lại. Pastry. Kiji. Waffle. Tacos. Toke. Kiji. Pastry. Ok, mình đi em. Chơi được cái này thôi, chứ mấy cái kia chơi không được rồi.
ワッフル生地タコス生地ペストリータコス時計ペストリータコスペストリー時計タコス生地生地ワッフルワッフルワッフル生地タコスペーストリー生地rồi 3000 điểm nhớ được mấy món của tiếng Nhật mà nó khó hết luôn. Ok, về lại mà cái bên đây còn mấy anh em châu Á chúng ta còn mà mới học nói với học chữ thôi đó. Này cái gì trời, menu hả? Menu. 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 Nó ra từ menu. Rồi. Cái này thì biết. Nãy mình chưa có đục vô góc này. Rồi gắt game rồi. Sao vậy ta? Rồi, ok hôm nay một con game mà vừa học vừa chơi đến đến chơi nha. Em nào muốn luyện cái tiếng nước nào nó sẽ thử vào cái đó. Tôi có một bạn nó bên Đức nên cho nó chơi game này tiếng Đức nữa rồi. Ok, bye bye anh em, chút nữa sẽ chơi con game leo núi luôn luôn.